Thạch Hạo đã bị một nhánh cây cuốn lấy chân, tưởng là thứ gì đó rời trò, hóa ra là do một tên thanh niên định đánh lén. Đi cùng gã còn có một tên khác nữa, Thạch Hạo vẫn thản nhiên khiêu khích, cho rằng bọn chúng tụ lại cùng nhau là có thể lật kèo sau. Bọn chúng nhanh chóng xông lên, Thạch Hạo lấy ra trường thương rồi bắt đầu bón hành cho từng tên. Bây giờ hai tên này đã không còn bùa thế mạng nữa, bị tiêu diệt chính là xong đời rồi. Như vậy cũng bớt được phiền phức, dù liên tục bị ăn đòn nhưng hai tên này vẫn ngoan cố lao lên. Thạch Hạo buộc phải cho chúng nếm mùi bí pháp thực sự của mình. Cậu sử dụng ra luân hồi bảo thuật, điều này làm cho bọn chúng hoảng sợ và cực kỳ thắc mắc. Chúng cuối cùng cũng hiểu được kẻ địch lần này là Thạch Hạo ở thượng giới. Đến lúc biết thì đã quá muộn rồi, muốn quay xe đã không kịp nữa. Kaha nhanh chóng bị Thạch Hạo đưa xuống đất mẹ. Lần này thu hoạch được một gốc thần đằng, cậu dự định dùng nó để làm gia vị nấu ăn. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường di chuyển vẫn luôn có một tên nào đó của tần tộc theo dõi. Tiến vào tòa cung điện, trên tường có rất nhiều hoa văn, không có công pháp cụ thể. Có lẽ là một loại khảo nghiệm, chỉ có người có thể ẩn chứa những cảm ngộ tầm đắc này mới có thể đạt được cơ duyên lớn hơn. Thạch Trung Thiên cho rằng đây là Nguyên Thiên Chí Tôn đang tuyển chọn chuyên nhân cho mình. Những phù văn này có lợi cho việc tái tạo cảnh giới cho cậu, cho nên cậu muốn nghiền ngẫm. Cậu muốn cùng Thạch Trung Thiên tranh thủ bế quan cảm ngộ trước. Thạch Trung Thiên vừa mới bế quan thì bên ngoài cửa đã vang lên giọng nói chuyện. Hóa ra là hai tên đệ tử tần tộc. Bọn chúng đoán là Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên đang nóng lòng bế quan. Thời điểm mất cảnh giác như vậy, rất thích hợp để đánh lén. Ai ngờ bọn họ đã nhầm. Thạch Hạo nhanh chóng xuất hiện tiêu diệt một tên. Tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Tức giận vì liên tục bị người khác đến gây sự, cậu thi triển một tấm kết giới bảo vệ Thạch Trung Thiên rồi đuổi theo tên kia. Bên trong một tòa cung điện có rất nhiều thiên kiêu đang cảm ngộ. Thạch Hạo trực tiếp xông vào sau huyệt của bọn chúng, nếu đã làm chuyện hèn hạ thì phải trả giá đắt. Cậu sử dụng nước sông tưới lên đám người, lực lượng ăn mòn của nước quá mạnh. Chỉ cần rời chúng người là tiêu đời. Tần Hạo cực kỳ tức giận vì hành động của Thạch Hạo, hắn ta lập tức lao ra đánh một trận với cậu. Thạch Hạo dễ dàng ngăn cản, đẩy lùi hắn, sau đó rút thương công kích liên tục, ép cho Tần Hạo khốn đốn. Cảm thấy mình bị yếu thế, Tần Hạo quyết định sử dụng sức mạnh đến từ hai khối tiên cốt. Tung chiêu luân hồi bảo thuật về phía Thạch Hạo, ai ngờ Thạch Hạo lại không hề có bất cứ hao tổn gì. Cậu tiến lại gần đánh một chưởng vào ngực, khiến hắn nằm sấp mặt. Tần Hạo nhanh chóng đứng dậy, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, muốn hôm nay quyết một trận tử chiến với Thạch Hạo. Nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì trưởng lão tần tộc đã ngăn cản. Trên thân hắn là toàn bộ tâm huyết và hy vọng để tần tộc quật khởi, không thể liều lĩnh bất cần như vậy. Hắn còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, tuy có tiền cốt nhưng lại chưa thể phát huy hết. Chỉ cần tiềm tu 2 năm nữa thì hắn sẽ có thể vô địch trong đồng lứa, đến lúc đó báo nỗi nhục cũng chưa muộn, cần gì bất chấp nguy hiểm vào lúc này. Lão ta nhanh chóng gọi ra các cao thủ đã đạt tới thần hòa cảnh cùng mình xông lên. Tổng cộng có 5 cao thủ, bọn họ đồng loạt xuất hiện nhắm vào Thạch Hạo. Đúng vào lúc này, một giọng nói đã vang lên ngăn cản. Trong khu vực truyền thừa không cho phép cường giả thần hỏa chiến đấu. Nếu có tranh chấp thì tiến hành trên lôi đài. Thế là mọi người ở đây được truyền tống tới lôi đài. Người đầu tiên lên đài sẽ là đài chủ. Đài chủ có quyền tùy ý chọn đối thủ trong 9 tòa thánh sơn. Đối thủ không thể từ chối hoặc trốn tránh. Tranh đoạt không hỏi đến tu vi cảnh giới, chỉ cần nhắc thiên phú và chiến lực cùng cấp. Thạch Hạo vội lao lên lôi đài để chiếm quyền làm đài chủ. Cậu lựa chọn đối thủ là mấy lão gia thần hòa cảnh, muốn khiêu chiến với 5 người một lúc. 5 lão gia từng là ngon ăn, bởi vì thực lực cậu mới chỉ là tôn gia cảnh, không thể nào chiến đấu với 5 cường gia thần hòa cảnh cùng lúc được. Còn chưa kịp vui mừng thì lực lượng thần hòa trên người bọn họ đã bị tắt. Hóa ra cậu đã biết được điều này, ban nãy có quy định là không hỏi tu vi, chỉ cần nhắc thiên phú và chiến lực cùng cấp. Như vậy, những người được khiêu chiến sẽ có thực lực ngang bằng. Dù là như vậy thì bọn chúng vẫn không lo lắng, 5 người liên thủ thì sợ gì tiểu tử này. Hai lão già nhanh chóng xuất thủ, nhưng chỉ vài chiêu thì đã bị cậu đập cho sấp mặt. Cậu triệu hồi sức mạnh lôi điện, lực lượng sấm sét cuồn cuộn tung ra xung quanh giật cho hai lão già tàn xác. Cốt phù hiện ra ngoài, cốt phù vẫn còn, cũng đồng nghĩa rằng chết trên lôi đài sẽ là cái chết thực sự. Điều này làm cho 3 lão già thần hỏa còn lại hoảng sợ. Các thiên kiêu xung quanh cực kỳ thắc mắc, bởi vì Thạch Hạo vừa xuất thế đã mạnh như thế này rồi, rốt cuộc là của đại giáo truyền thừa nào? Tần Hạo cũng tự hỏi, với thực lực của cậu vừa thi triển, sớm đã có thể giết hắn rồi, vì sao lại liên tục tha mạng 2 lần cho hắn? Bây giờ đã không còn đường lùi nữa, mấy lão già kia đều tung ra tuyệt chiêu nhằm lật ngược thế cờ. Nhưng thực lực cậu này đã khác xưa, cậu dễ dàng tiêu diệt 3 lão già còn lại, thu lấy 5 cái cốt phủ. Đồng thời không quên khiêu khích, nếu có người muốn đánh tiếp thì cậu sẽ phụng bồi tới cùng.
Lời này mặc dù rất khó nghe nhưng lại không ai dám tiến lên sân đấu. Cùng lúc này, tại đâu đó trên thượng giới, bốn người thiên kiêu được dịch dung để làm chuyện gì đó. Trong bốn người này có một nữ tử, nàng ta chính là Vân Hy. Sau nhiều thời gian mất tích thì Vân Hy cũng được xuất hiện trở lại. Vậy nhưng nội dung tập phim tới đây là hết rồi. Các bạn hãy đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Xin chào!